Chào đón tất cả những khán giả đã quay trở lại với Let's Style nào của phong cách. Quý vị và các bạn thân mến, song hành cùng với sự phát triển của đời sống hiện đại thì nhu cầu của con người cũng tăng cao. Ngày nay thì mọi người không chỉ chăm chút cho chính bản thân mình nữa mà bên cạnh đó còn chăm chút cho không gian sống của mình. Không gian sống của bạn đang như thế nào? Nó có thật sự mang lại sự thoải mái cho các bạn hay chưa? Ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi đi tìm những giải pháp thiết kế cho một căn hộ hiện đại. Và ngay bây giờ thì Huyền Quỳnh xin giới thiệu kiến trúc sư Lưu Phúc Lộc và giám đốc sáng tạo Tôn Hiếu Anh. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là một chủ đề hơi khác so với mọi khi, đó chính là làm sao để có thể mang lại một không gian sống thoải mái và đẹp. Vậy thì theo hai anh, một ngôi nhà như thế nào sẽ được coi là đẹp ạ? Thì theo mình, đầu tiên nó phải là thích dụng đã. Thích dụng có nghĩa là theo cái sở thích của người ta và theo cái yêu cầu mong muốn của gia chủ. Thứ hai là tiện nghi. Tiện nghi trong một cái cuộc sống hiện đại thì cái điều tiện nghi nó rất là quan trọng. Là tất cả mọi thứ xung quanh ta, giống như chúng ta đi cái xe hơi hoặc là dùng cái điện thoại, là nó cũng phải tiện nghi và phải sang trọng, toát lên được cái tôi của bản thân, cái người ở. Nhiều người sẽ đặt ra các tiêu chí khác nhau. Nó có thể là vẻ đẹp về sự hiện đại chẳng hạn. Có người thì chọn là vẻ đẹp của sự tiện nghi. Và đối với tôi, một ngôi nhà đẹp đầu tiên là mình phải thích đã. Mọi người nghĩ thế nào về vai trò của kiến trúc sư trong ngôi nhà của chúng ta ạ? Một người kiến trúc sư đối với tôi nó giống như một nhà thiết kế thời trang quần áo vậy thôi. Thay bằng bạn thiết kế cho một cơ thể sống thì bạn sẽ thiết kế cho một không gian. Nó như nhau và tất cả đều làm trên một cái sự sáng tạo, trên những thứ bài bản, trên những cái kiến thức mà họ có để tạo giúp cho chúng ta có một cuộc sống được quy hoạch một cách chuẩn chỉ chẳng hạn. Tôi là một kiến trúc sư thì tôi có một cái suy nghĩ như này. Chúng tôi như là cái người dẫn đường cho những cái ước mơ của khách hàng. Bởi vì sao? Vì là chúng tôi xây dựng những cái sở thích của các bạn, xây dựng những cái sở thích của khách hàng, sở thích của tất cả mọi người để biến những cái sở thích đó, những cái ước mơ đó, những cái hoài bão về ngôi nhà của người ta thành hiện thực. Cái ước mơ đôi khi người ta nghĩ là trong đầu thì rất là đẹp, tuy nhiên trên thực tế nó thiếu cái tính thực tế, thì kiến trúc sư là người đưa những cái ước mơ đấy làm sao đẹp nhất và nó có công năng về thẩm mỹ, thậm chí là tiết kiệm về cả chi phí cho khách hàng. Kiến trúc sư và thời trang nó cũng là một cái môn nghệ thuật và nó có sự tương đồng giữa kiến trúc và thời trang, nó có một cái ngôn ngữ chung và cũng đi theo một cái xu thế chung. Huyền Quỳnh đang cảm thấy là các ngôi nhà đang có rất nhiều những phong cách khác nhau. Vậy thì chúng ta có thể điểm qua được những phong cách mà bây giờ chúng ta có thể lựa chọn cho ngôi nhà của mình được hay không ạ? Ở Việt Nam đi, thì hiện tại đang tồn tại khoảng 3 cái phong cách. Đầu tiên là phong cách hiện đại, là cái phong cách mà nó rất là gần gũi với mọi người, nó rất là tối giản. Các cái chi tiết đường nét thì nó phải thật tinh tế và sang trọng. Một phong cách nữa là tân cổ điển. Nếu mà theo thế giới người ta nói chính xác nó là phong cách lâu đài ấy. Nó rất là nhiều đường nét, nó rất là rườm rà. Nó một cái phong cách rất là xa hoa, nó hợp với những cái không gian lớn. Và một cái phong cách nữa là phong cách Á Đông. Phong cách Á Đông thì nó mang theo hơi hướng của những cái người mà bản địa, với là nó theo cái lối sống truyền thống. Tuy nhiên thì cái phong cách đấy thì nó lại hơi già và nó đi theo một cái gu của những cái người mà hơi lớn tuổi, hoặc là có một cái gu gì đó hơi hoài niệm. Mỗi cái phong cách thì nó có đều có ưu và nhược điểm khác nhau. Tuy nhiên thì cái phong cách hiện đại là cái phong cách mà gần gũi và dễ nhất, bởi vì nó giống như kiểu thời trang ấy, nó sẽ phát triển theo từng năm, có nghĩa là nó sẽ theo những cái trào lưu của thế giới, nó theo những cái sở thích của con người và nó theo làm theo những cái ước mơ của con người nữa. Hôm nay mình có thể mặc cái áo màu này, hôm sau mình mặc áo màu khác theo sở thích của mình. Phong cách tân cổ điển chẳng hạn, nó đi theo một cái trường phái đã có từ trước rồi, thế là nó cũng chỉ phát triển theo quanh quẩn trong cái những cái khu vực đó. Và thứ hai là nó rất là nhiều góc cạnh, thì đòi hỏi cái người thiết kế cũng như cái người gia chủ ấy phải có thẩm mỹ rất cao mới sử dụng được cái sản phẩm như vậy. Chúng ta mà không có thẩm mỹ cao thì nó sẽ không thể tạo ra được một cái sự sang trọng, vì nó sẽ bị cạch cỡ, vì nó sẽ bị chắp ghép giữa cái này và cái kia. Ví dụ như là phong cách là Louis chẳng hạn, hoặc là nó là phong cách đời nào nó phải có cái ngôn ngữ của nó. Còn cái phong cách cổ điển hơi kén người dùng, bởi vì sao? Vì là theo cái độ tuổi nữa và theo cái hoài niệm của từng người. Đối với tôi cũng giống như là thời trang thì tùy theo cách gọi thôi, có thể người Việt Nam mình sẽ gọi là cổ điển, tạm gọi là vintage đi. Thì mình phải nhận thấy là vintage theo xu hướng nào. Ví dụ Belle Epoque là thời gian kỷ nguyên của châu Âu đầu thế kỷ 20 chẳng hạn, thì tất cả những cái hoa văn nó rất là rườm rà. Giả sử bạn lại chọn một cái nguồn vintage nhưng mà nó lại là Greco-Roman, là giữa Hy Lạp và La Mã, thì bạn sẽ thấy những cái cột kèo được làm theo phong cách Hy Lạp hoặc La Mã. Hoặc là bạn sẽ chọn Baroque, hoặc là bạn chọn một chút gọi là Gothic để đưa vào cái kiến trúc của căn nhà bạn. Và cái quan trọng là bạn dùng nguồn văn hóa nào, xu hướng nào trong cái phong cách đấy. Tiếp tới thì bạn có thể là ok, minimalism, tôi để ý là kiến trúc của Mỹ rất là thích kiểu minimalism, là tối giản hóa. Xuất phát nguồn từ câu chuyện của một cái kiến trúc của Đức hồi trước, tôi nhớ là Bauhaus. Thay bằng những thứ diêm dúa của châu Âu thì họ sẽ chọn đi mạnh vào
chất liệu kiểu kết cấu cực kỳ đơn giản, hoặc là theo một cái phong cách như mọi người vừa nói là phong cách Á Đông, Anh Doshin. Phong cách thì có rất là nhiều, nhưng cái phong cách nhớ một điều là nó không thay đổi, chỉ cái xu hướng ở trong đó và chi tiết ở trong đó, nguồn văn hóa bạn sử dụng là gì. Ví dụ như bây giờ Huyền Quỳnh có một căn nhà thì tôi có được thoải mái lựa chọn phong cách không, hay là tùy từng phong cách sẽ yêu cầu kích thước hay là yêu cầu ở những căn nhà đó như thế nào? Tôi nghĩ nếu bạn có một căn nhà bạn muốn làm gì chả được. Góc này thì bạn là một ngôi điện pharaon, góc này thì bạn là đền mẫu, còn góc kia thì bạn có thể là một tòa tháp cũng được. Tôi nghĩ đấy là sở thích của mỗi người. Nhưng mà khi mà bạn gặp một chuyên gia, một nhà thiết kế nội thất, một nhà kiến trúc sư thì người ta sẽ tư vấn cho bạn những điều tốt nhất. Nhưng vẫn là con mắt của họ. Vấn đề là mình phải đưa được ra sự mong muốn của mình, tôi muốn gì, và họ dựa vào điều mong muốn của bạn để họ thiết kế cái mong muốn của bạn trở thành sự thật. Bạn đến với một nhà thiết kế, đến với một kiến trúc sư thì bạn sẽ có hai lựa chọn. Một là đi theo người ta, mua cái gu người ta. Hai là họ biến tất cả những thứ gì của mình thành sự thật. Mình nghĩ là cũng được, cũng có thể là làm theo cái sở thích của bạn được. Ví dụ là tân cổ điển hoặc là hiện đại hoặc là Á Đông. Đấy là cái đáp ứng mà kiến trúc sư sẽ cố gắng đưa lại cho bạn một cái ngôi nhà thật sự là thoải mái, thật sự là sang trọng. Có thể trong một cái ngôi nhà mình có thể phân tầng ra. Ví dụ cái tầng này mình có thể làm theo cái style như này, tầng kia mình làm theo style kia. Nhưng nó sẽ đồng bộ cả cái tầng đó. Tuy nhiên thì một nhà thì mọi người thông thường thì cái diện tích ấy nó không đủ lớn để làm việc đó. Thường là nó cũng nên theo một cái gu nào đó rõ ràng. Hoặc là kiến trúc sư ấy sẽ phải nghiên cứu một cái style chung để đưa cho bạn thành một cái sở thích đó. Có nghĩa là vẫn là tân cổ điển nhưng nó chỉ là nhấn nhá về các cái đường nét thôi, nó gợi lại một cái sở thích. Nếu mà mình làm theo đúng tâm huyết và nghề thì mình phải đưa được cái sở thích đó thành hiện thực, mà nó không phải quá rườm rà theo tân cổ điển, cũng không quá đơn giản như hiện đại, và cũng không quá già như cái phong cách Á Đông. Hiện nay thì cái thị trường làm nhà đẹp hay là lựa chọn cho mình một kiến trúc sư rất là rộng lớn và cũng bị bão hòa, giống như là không khác gì thời trang cả. Vậy thì làm sao để chúng tôi có thể lựa chọn được một cái đơn vị cho rằng là sẽ làm cho chúng tôi một ngôi nhà tốt? Có những cái tiêu chí nào để lựa chọn không ạ? Đứng ở góc độ một người tiêu dùng thôi, tiêu chí lựa chọn thì đầu tiên cũng phải thông qua khảo sát chứ, đúng không? Bạn phải xem một sản phẩm họ làm ra như nào, giá thành ra bao nhiêu, feedback của những người sử dụng. Bây giờ chúng ta hay dựa nhiều vào feedback. Cái thứ mà khó có thể trả lời được là sự sử dụng nó có được lâu hay không. Thôi cái đấy thì tôi nghĩ cũng hên xui. Theo mình thì cái quan trọng nhất là khách hàng phải tìm hiểu rất kỹ, tìm hiểu bằng thương hiệu, tìm hiểu bằng cái kiến trúc sư đó như nào, kinh nghiệm người ta ra làm sao, đã từng làm những công trình như nào. Và trải nghiệm tốt nhất với khách hàng là gì? Có nghĩa là mình có thể tham khảo trực tiếp cái sản phẩm người ta làm ra, các nhà máy hoặc xưởng người ta có để sản xuất ra những cái sản phẩm như vậy. Và thậm chí là tìm hiểu cả về chất liệu, phối các vật liệu với nhau như nào để tạo ra một cái sản phẩm đẹp. Tôi thấy một điều là thời trang thì có thể thay luôn, nhưng mà nội thất rồi kiến trúc nó phải đi mình rất là lâu. Nên cái yếu tố bền là cái yếu tố tôi nghĩ là rất là quan trọng ở trong đấy. Thì cái đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Thì thông thường như bọn mình làm thì cái quan trọng nhất là cái hậu mãi sau bán hàng, là cái chăm sóc khách hàng là sau bán hàng. Bởi vì sao? Vì cái sản phẩm của mình nó gắn bó trọn đời với khách hàng. Có những cái sản phẩm mà nó có thể nó truyền từ đời này sang đời kia cơ. Quý vị và các bạn thân mến, thực ra là từ nãy tới giờ là chúng ta đã được thu thập rất là nhiều những thông tin bổ ích để có thể xây dựng cho mình một căn nhà đẹp rồi. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng theo chân Let's Style để xem rằng một căn nhà dưới một bàn tay tài hoa của kiến trúc sư thì sẽ trông như thế nào quý vị nhé. Khi mình nhận ngôi nhà này thì là một ngôi nhà thô, biệt thự song lập. Họ chỉ hoàn thiện mặt ngoài để đồng bộ của cả toàn khu, còn đâu bên trong là do mình là tự sắp đặt. Trước đấy thì mình cũng có tìm đến một số các cái đơn vị thiết kế và thi công. Thế nhưng mà mình cũng chưa được ưng. Khi mình gặp kiến trúc sư Lưu Phúc Lộc thì mình cũng có nói rõ cái quan điểm của vợ chồng mình là mình muốn theo phong cách hiện đại. Sau khi đã trao đổi bàn bạc rất là kỹ thì Lộc đưa ra cho mình rất là nhiều giải pháp về thiết kế và các cái công năng sử dụng trong gia đình. Thế thì sau khi hai bên đã tiến hành thống nhất được cái phương án rồi thì trong cái quá trình sử dụng mình cũng cảm thấy rất là hài lòng, rất là tiện lợi. Mọi cái vật dụng trong gia đình cũng như là những cái đồ thiết kế trang trí decor mình cũng cảm thấy rất là ưng ý. Mình cảm thấy hài lòng nhất là có hai cái không gian, đấy là không gian phòng thờ và không gian khu bếp. Bởi vì phòng thờ là nơi thờ cúng, thờ tụng, mình cũng rất là muốn được một cái không gian trang nghiêm, đẹp. Thứ hai là cái khu bếp là cái nơi mà mình cảm thấy hài lòng nhất, là sau mỗi một ngày làm việc trở về cả nhà quây quần bên nhau, các cái công năng sử dụng rất là tiện lợi. Cái điều mà mình khiến mình hài lòng nhất sau khi làm việc với lại cả kiến trúc sư Lộc đấy là
Việc đầu tiên là bạn đưa ra cho mình được rất nhiều các cái giải pháp thiết kế mà mình ưng ý. Cái thứ hai là cái dịch vụ mình cảm thấy rất là hài lòng trong suốt một cái quá trình thực hiện và thi công ngôi nhà của mình. Đội ngũ nhân viên cũng như các bạn thợ làm việc rất là chuyên nghiệp. Cảm nhận của anh Hiếu Anh như thế nào ạ? Đầu tiên mình phải cảm thấy một điều rất ngạc nhiên khi mà nghĩ rằng đây tất cả là sản phẩm Made in Việt Nam. Nó là một cái sự ngạc nhiên thực sự, bởi vì lâu lắm rồi mình cũng không đi làm nội thất, toàn làm việc với những người nhập nội thất về và bọn mình hay làm stylist cho các căn phòng. Rất là xin lỗi vì đã không biết đến bọn anh và sử dụng những sản phẩm Việt Nam như thế này. Thứ hai là tôi nhìn thấy có một cái sự đồng tông khi mà sử dụng các loại gỗ, tường, trần nó đều theo một cái tông màu rất là natural wood, nghĩa là bọn tôi hay gọi là màu gỗ tự nhiên và gỗ thiên nhiên, nghĩa là mọi thứ nó xoay xung quanh tông màu nâu. Người ta hay nói rằng là màu nâu sẽ già, nhưng mà tôi thấy không hề già tí nào và nó có một sự rất lịch lãm. Màu nâu đỏ lên một tí sẽ già, nhưng mà cái màu nâu của cái vân gỗ này cộng với trắng xám nó kéo ra rồi thì cái cảm giác nhẹ nhõm trong đấy nó rất là hiệu quả. Kiểu dáng những cái đồ nội thất sử dụng cái chất liệu gỗ này thì tôi thấy nó rất là hiện đại. Nó không pha tạp cái tính chất gọi là cần phải màu mè diêm dúa, mà người ta chỉ cần nhìn vào là người ta nhìn thấy cái chủ đạo là vân gỗ. Và các cái thiết kế nó đơn giản, nó đã tạo được ra cái hiệu quả tốt nhất cho cái chất liệu này. Đây là toàn bộ cái sản phẩm của khách hàng là dùng gỗ óc chó nhập khẩu từ Mỹ về. Hiện nay thì Huyền Quỳnh thấy trên thị trường sẽ có rất nhiều sự lựa chọn về gỗ, về chất liệu gỗ. Chất liệu gỗ công nghiệp thì luôn luôn là vừa rẻ hơn mà chúng ta lại có rất là nhiều màu sắc để lựa chọn. Nhưng bên cạnh đó thì lại có một số lớn lại rất là yêu thích gỗ tự nhiên, trong khi đó gỗ tự nhiên thì giá thành không phải là thấp phải không ạ? Vậy thì tại sao chúng ta lại lựa chọn gỗ tự nhiên thay vì lựa chọn gỗ công nghiệp ạ? Như này, tôi chỉ đơn giản, gỗ công nghiệp là gỗ phách đúng không ạ? Và phải làm giả lại tất cả những cái gì của gỗ tự nhiên. Thay vì người ta dùng gỗ phách thì người ta dùng hàng xịn. Thực ra thì đấy cũng là câu chuyện đúng đấy ạ. Bởi vì là mình cứ nói như này, một cái nguyên liệu gỗ ấy thì cái điều đầu tiên đó là nguyên liệu gốc. Nguyên liệu gốc bao giờ là nguyên liệu tốt nhất. Một là nó tạo được cái vẻ đẹp, vẻ đẹp của nó có chiều sâu. Thứ hai nữa là nó có cái tạo được cái sự an toàn cho người sử dụng, nó là cái nguyên liệu gốc không bao giờ gây ra độc hại. Điều thứ ba nữa là cái giá trị của cái đó nó có thể là để được từ đời này sang đời khác, hoặc là từ cái năm này sang năm khác. Và cái nguyên liệu gốc thì nó dễ tạo ra những cái người sống xung quanh cảm cái cuộc sống mình, nó cảm thấy nó dễ gần gũi, thân thương hơn, dễ tạo ra cái độ sang trọng, lịch lãm. Mình cũng xin phép nói sâu về cái dòng gỗ như mình đang làm cái công trình này là toàn bộ gỗ là được nhập từ Mỹ về, đó là dòng gỗ óc chó. Ai đã từng nghe đến các cái Rolls-Royce, Bentley thì tất cả cái gỗ ốp trên đó đều là gỗ óc chó hết. Chính vì thế nó là một cái dòng gỗ sản phẩm cao cấp. Qua nhiều năm mình nhập khẩu về để mình sản xuất, mình cũng nghiên cứu rất kỹ về tính năng, về cái độc hại, về các cái tính chất vật lý cũng như là cái sự thân thiện của nó thì mình thấy là rất là phù hợp với người Việt Nam. Chính vì đó mình phát triển cái dòng gỗ này lên. Thực ra là với một ngôi nhà mà chúng ta sử dụng rất là nhiều chất liệu từ gỗ như vậy thì chúng ta sẽ phải bảo quản như thế nào ạ? Tôi cũng thắc mắc giống như thế. Đấy là cái câu hỏi mà rất nhiều khách hàng và cũng như là rất nhiều người quan tâm hỏi mình về vấn đề đó. Mình làm nghề 15 năm nay trên thị trường rồi và mình gắn bó rất lâu với cái dòng gỗ này. Mình nghiên cứu và mình chỉ làm chuyên sâu về gỗ nhập Mỹ thôi. Thì cái gỗ đấy bản chất thì nó là dòng gỗ quý của Mỹ rồi. Thứ hai là được tẩm sấy hoàn toàn của bên Mỹ. Gỗ nó rất ổn định. Thế là khi về Việt Nam mình dùng thì nó lại rất là phù hợp với khí hậu. Chính vì thế nên là khi mình dùng cái sản phẩm đó, cái độ bền của gỗ rất là cao, không bị nứt nẻ cong vênh. Vậy thì bây giờ nếu mà để có một lời khuyên dành cho những cái bạn giống như Huyền Quỳnh đang băn khoăn không biết phải lựa chọn trong ngôi nhà của mình một phong cách như thế nào, hai anh sẽ khuyên gì ạ? Tôi luôn khuyên rằng là hãy tìm ra cái thứ mình thích, bởi vì ngôi nhà mình ở, nội thất mình sống cùng, nó
đi với mình dài lâu chứ không giống như thời trang. Hãy suy nghĩ là mình thích thực sự thích cái gì. Quan trọng là bạn có sống thoải mái trong cái xu hướng đấy không? Lời khuyên của mình là khi mình chuẩn bị thực hiện một cái ước mơ xây cái tổ ấm của mình ấy, thì mình nên định hướng sẵn, sau đó mình tìm hiểu các cái đơn vị mà thực sự uy tín, người sẽ đồng hành với mình trong quá trình mình thực hiện cái giấc mơ đó, để làm sao để tạo ra một không gian đẹp theo ý muốn của mình. Sau đó thì là mình cũng phải tìm đến những cái đơn vị mà sản xuất uy tín để nó làm ra những cái sản phẩm mà mình lúc nào mình cũng yên tâm sống trong cái ngôi nhà ấy, lúc nào mình cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Đấy là cái quan trọng nhất. Xin cảm ơn hai vị khách mời của chúng tôi rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, người ta hay nói nhà là nơi để về. Chính vì vậy mà việc chăm chút nhà cửa, bài trí và thiết kế là một điều không thể thiếu đối với mỗi chúng ta nếu chúng ta thật sự đang yêu ngôi nhà của mình. Và hy vọng thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã cung cấp cho các bạn rất là nhiều những thông tin bổ ích, phải không nào? Và những phút cuối thì đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng ta sẽ cùng dịch chuyển với Let's Go. Nào cùng dịch chuyển.